từ bữa giờ được đăng chiếc nhẫn xoàn halo là hình vuông có nè, hình lục giác có nè, hình tròn, nhưng mà đặc biệt cái hình này, hình hoa cúc bán chạy nhất nha. Trọng lượng của nó là 3,86 gram vàng, tầm khoảng là một chỉ mốt hơn một chỉ một phân á. Có 20 viên hộp xoàn 2.5 ly nằm ở chỗ vị trí cánh hoa, 72 viên hộp xoàn từ 1.3 đến 1.7 trải dài full 3D 3 mặt xoàn. Cái chiếc nhẫn này là 3D 3 mặt xoàn nghe, nhìn trên, nhìn dưới, nhìn trái, nhìn phải đều thấy hộp xoàn hết. Và đặc biệt hai bên phần bên hông có thêm 2 viên hộp xoàn 2 ly làm cái chấu bao, rất là dễ thương nha. Những viên kim cương này là trắng sạch hảo hạng từ VVS1 đến VVS2, vỏ này là vỏ nhập nên cái viên tắm nó rất là tuyệt vời, chứ không phải là những cái vỏ trong nước làm, những cái viên tắm là không có chuẩn, không có đẹp. Ổ chủ lên đẹp nhất là từ 5 ly 4, 6 ly 3, 7 ly 2, 7 ly 9 đều lên được của cái vỏ này luôn. Giá của cái vỏ này là 40 triệu, sale còn 39 triệu nha, 39 triệu, sale 1 triệu đó. Mình có sẵn những viên hộp xoàn 2 giấy, nước ơ, nước D, nước F 5 ly 4 rất nhiều, và mua thì kèm chung mình sẽ được bớt chút đỉnh. Mua hàng vui lòng gọi 0907463131, mình không bán hàng online với mọi hình thức. Nhớ theo dõi những kênh video mình đăng nha, bye bye.